Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Tuyên, mình đến từ HTD Research. Chào mừng các bạn đến cái video của mình ngày hôm nay. Nhìn trên màn hình của mình ở đây thì các bạn cũng đã thấy ngày hôm nay mình làm video về chủ đề đó là phân tích dự án Chainlink. Trong cái video này mình sẽ cập nhật cho các bạn một số những cái thông tin về dự án đang cập nhật một số những cái dòng sản phẩm mới cũng như là nó cũng mới nâng cấp lên bản Chainlink 2.0 để cho thấy tầm nhìn cũng như là sự phát triển đường dài của dự án Chainlink. Và đây sang trang CoinMarketCap ở đây thì chúng ta cũng thấy đó là hiện tại giá của Chainlink đang dao động là từ 7,6 đến 6 đô đúng không các bạn? Nó đã sideways ở đây gần một năm rồi thì chúng ta thấy đây là một cái vùng tích lũy khá là ổn của Chainlink. Và nhìn vào đây thì chúng ta cũng thấy giá đang sideways ở một cái đường đi khá là đẹp. Vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem liệu Chainlink trong những cái năm tới nó có phát triển hay không để chúng ta nắm bắt được giá của nó có vượt qua đỉnh cũ hay không và lập một cái ATH mới đúng không? Để chúng ta có cái kế hoạch đầu tư trong dài hạn. Thì trong cái video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ phân tích xem dự án này có đáng để hold, đáng để đầu tư tiếp không các bạn nhé. Thì như chúng ta đã biết ấy, vào năm 2017 Chainlink là một cái dòng sản phẩm Oracle cung cấp các dữ liệu ngoài chuỗi cho các smart contract hoạt động on-chain. Và tính đến thời điểm hiện tại thì Oracle cũng là cái sản phẩm lớn nhất và được biết đến rộng rãi nhất của Chainlink. Tuy nhiên thì trong cái quá trình phát triển thì Chainlink nó cũng đã mở rộng phạm vi hoạt động để trở thành cái cơ sở hạ tầng với nhiều sản phẩm nhằm phục vụ người dùng DeFi cũng như là Web3 các bạn nhé. Quay trở lại cái video ngày hôm nay, mình cũng nói với các bạn mình sẽ cập nhật cho các bạn một số những cái dòng sản phẩm mới của Chainlink này cũng như là cái bản cập nhật 2.0 ra đời. Thì mình nói qua một chút, nó sẽ có ba cái chiến lược đó là Build, Scale và Staking nhằm mang lại những cái lợi ích cho Link Holder, DApp và hệ sinh thái và người dùng. Thì cái bản cập nhật 2.0 nó cũng có một số những cái cập nhật quan trọng như vậy. Thì trong cái video này mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu các bạn nhé. Trước khi mà tìm hiểu về cái cập nhật trên Link 2.0 thì chúng ta tìm hiểu đó là về các sản phẩm, 6 cái sản phẩm chính của Chainlink hiện tại. Ở đây mình đang chỉ ở trên màn hình đây thì các bạn cũng đã thấy đây đúng không? Về cái dòng sản phẩm thứ nhất đó là Markets and Data Feeds, thì đây là một cái nguồn cung cấp dữ liệu an toàn cho các hợp đồng thông minh ở trong DeFi, và dữ liệu nó sẽ được tổng hợp từ các ông lớn như là Binance này, CoinMarketCap, CoinGecko để chuyển đến các dự án như là AV Compound, Lido Liquidity đây các bạn này. Thì ở đây các bạn thấy ở đây nhá. Và cái sản phẩm thứ hai đó là Function, nó là cái sản phẩm mới của Chainlink. Thì cái nền tảng này nó phát triển không có máy chủ Web3 và nó cho phép bạn truy cập bất kỳ cái dữ liệu API nào và chạy tính toán tùy chỉnh ở trên mạng lưới của Chainlink các bạn nhé. Và cái thứ ba đó là về automation. Cái giải pháp này nó cho phép các nhà phát triển Web3 tự động hóa tất cả các chức năng của hợp đồng thông minh. Và hiện tại thì automation nó đã được phối hợp bởi các dự án như là Stakedao, PancakeSwap hay Synthetic hay là APSwap đây các bạn nhá. Về cái sản phẩm thứ tư đó là VRF, thì nó cho phép các nhà phát triển tạo ra các số ngẫu nhiên có thể được xác minh ở trên blockchain, đảm bảo rằng cái kết quả nó không bị can thiệp hoặc là bị thiên vị bằng bất kỳ cái cách nào, và chúng được sử dụng rộng rãi bởi các ứng dụng yêu cầu ngẫu nhiên hóa, chẳng hạn như trò chơi xổ số và cá cược. Ví dụ như là ở đây có mảng game, ví dụ như ở Axie Infinity này hay là Illuvium này, đó những cái trò chơi rất là nổi tiếng, hay ở đây có PancakeSwap đây các bạn nhé. Về mảng thứ năm đó là Proof of Reserve, thì nó cho phép giám sát dự trữ tài sản một cách minh bạch, kịp thời, và nó cho phép người dùng xác nhận rằng một cái tài sản cụ thể, chẳng hạn như là stablecoin, được đầy đủ bảo lưu bởi dự trữ tài sản cơ bản, chẳng hạn như là USD. Đó, ở đây nó vẫn kết hợp với lại AV này, Arbitrum, BitGo hay là Gemini, Passos đây là công ty phát hành stablecoin các bạn nhé. Và cái sản phẩm cuối cùng đó là Cross-Chain Communication, thì nó cung cấp một cái tiêu chuẩn mở cho các nhà phát triển xây dựng các dịch vụ và ứng dụng phi tập trung để có thể gửi tin nhắn và khởi động hành động trên rất là nhiều mạng lưới khác nhau, từ đó tăng cường cái tính tương tác và khả năng mở rộng ứng dụng của blockchain. Đó, sản phẩm của họ rất là đa dạng đấy đúng không các bạn? Đấy, ở dưới này chúng ta thấy rất là nhiều cái dòng sản phẩm kết hợp với dự án Chainlink ở trong cái mảng này các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu qua một chút về người dùng, thì ở đây nó có rất là nhiều cái mảng, ví dụ như là DeFi hay là bảo hiểm hay là NFT hay gaming. Và đây mình tìm hiểu một chút đối với mảng DeFi, thì là đây là một cái mảng quan trọng nhất đối với bất kỳ cái dự án nào để
mà thu hút dòng tiền đúng không các bạn? Với mảng DeFi thì chúng ta thấy này, trên link ở đây kết hợp với rất là nhiều những cái dự án nổi tiếng ở đây đúng không các bạn? Đó, ở trên màn hình này, mảng DeFi của mở rộng rất là lớn như thế này. Ví dụ như có rất nhiều dự án lớn như là AV, Compound hay là Liquity hay Synthetic. Thì các bạn có thể vào đây các bạn xem chi tiết nhé. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều mảng, ví dụ như là bảo hiểm, này, NFT, gaming thì nó cũng phát triển rất là đa dạng và có rất là nhiều đối tác phát triển ở trên dự án trên link nhá. Thì các bạn có thể vào, các bạn xem chi tiết, bởi vì là trong cái video này mình làm thì nó sẽ rất là dài. Đấy, ở đây chúng ta thấy ví dụ như có những con game như là Gala chẳng hạn, cái thời điểm trước ấy, đó thì nó cũng tích hợp ở trên link này. Và cái tiếp theo mình và các bạn tìm hiểu cái quan trọng nhất ở trong cái video ngày hôm nay, đó là cái bản cập nhật trên link Economic 2.0. Thì kể từ khi mà thành lập đến nay thì trên link nó đã làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình, khi mà đảm bảo giá trị dữ liệu cho rất là nhiều cái dự án DeFi lớn như là AV, này, Compound hay là các blockchain như là BNB, Solana hay Polygon. Tuy nhiên thì trên link nó vẫn còn một số những cái hạn chế. Thứ nhất đó là trên link nó bị xem là Oracle tập trung, và điều này ngược với tầm nhìn phi tập trung của DeFi. Thứ hai đó là link token thì nó đại diện cho Chainlink, nó không có nhiều cái ứng dụng cho holder. Và thứ ba đó là dữ liệu của Chainlink thì vẫn bị hạn chế vì chỉ có các dữ liệu liên quan đến cryptocurrency, nó không có nhiều các dữ liệu bên ngoài. Và thứ tư đó là cái mức phí Oracle dành cho dữ liệu của Chainlink cao hơn so với lại các bên khác này. Và thứ năm đó là về mô hình kinh tế của Chainlink thì vẫn chưa thể tự vận hành và phát triển một cách tự nhiên. Và thứ sáu, về tính bảo mật của mạng lưới Oracle thì cần được tăng thêm. Chính vì những cái nhược điểm đó thì Chainlink Economic 2.0 đã ra đời, nó như một cái phương pháp để giải quyết tất cả những cái vấn đề trên. Và đi song hành với lại chiến lược Chainlink Economic 2.0 thì nó đưa ra cái giải pháp kế hoạch, đó là Chainlink Staking, thì nữa chúng ta tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu xem cái mô hình Chainlink Economic 2.0 nó là gì. Thì Chainlink Economic 2.0 nó có 3 cái chiến lược, đó là Builder, Scale và Staking. Thì nó nhằm mang lại cái lợi ích cho link holder này, cho DApp, hệ sinh thái và người dùng các bạn nhé. Thứ nhất đó là về cái giải pháp, đó là Chainlink Staking. Thì Chainlink Staking này nó là một trong những cái động thái mới nhất của Chainlink. Nó cho phép link holder có thể stake đồng link với cái mức APR nó rơi vào khoảng 4,75%. Tuy nhiên cái việc trả thưởng cho holder thì nó không phải là cái ý nghĩa duy nhất. Việc mà stake link cũng không dành cho tất cả mọi người mà đang giới hạn ở mức đó là 22,5 triệu link. Đây nhìn trên màn hình thì các bạn cũng đã thấy, nếu mà các bạn muốn staking thì nó giới hạn ở mức con số là 22,5 triệu link này các bạn nhé. Thì với cái chiến lược link staking này thì trên link nó giải quyết một số những cái vấn đề. Thứ nhất đó là phi tập trung hóa cái mạng dữ liệu, vì hiện tại thì link staker thì có thể cung cấp các dữ liệu không chỉ bản thân về trên link này. Về thứ hai đó là nó tăng cường các ứng dụng và giá trị cho link holder. Và thứ ba đó là nó tăng cái mức độ đa dạng của dữ liệu, vì link staker thì nó có thể cung cấp nhiều các dữ liệu từ thế giới thực hơn nha các bạn nhé. Thứ tư đó là về tăng cái mức độ bảo mật của mạng lưới, vì có thêm nhiều người dùng cung cấp các dữ liệu. Thì cái cơ chế này nó khá là giống với các validator của các blockchain, và càng nhiều người tham gia thì cái tính phi tập trung nó càng lớn và cái độ bảo mật nó càng cao các bạn ạ. Và cái cuối cùng đó là nó tạo ra một cái bước đệm cho cái mô hình kinh tế tự vận hành. Thì chúng ta thấy con đường của Chainlink nó khá là ổn đúng không các bạn? Thì về cái roadmap dành cho Chainlink Staking thì nó sẽ bao gồm 3 cái giai đoạn. Thì các bạn có thể đọc chi tiết hơn về roadmap và tác động của Chainlink Staking đến mạng lưới Staking ở trong cái mục white paper của dự án các bạn nhé. Và cái nâng cấp thứ hai vô cùng quan trọng ở trong Chainlink 2.0 đó là mảng Chainlink Build. Thì Chainlink nó được xem là một cái giải pháp Oracle tốt nhất ở trong thị trường DeFi ở cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì cái mức phí Oracle của Chainlink nó cung cấp với cái giá đang khá là cao so với lại các dự án khác. Và chính vì điều này thì rất là nhiều những cái dự án DeFi mới ra mắt chưa có tiềm lực tài chính mạnh thì không thể sử dụng dữ liệu chất lượng của Chainlink. Thì khi mà không có cái dữ liệu của Chainlink, vị thế của họ ở trên thị trường thì cũng giảm đi. Vì thế những cái người dùng có vốn lớn thì nó chỉ tin tưởng vào các
dự án sử dụng dữ liệu của trên link để mà tránh các vấn đề tấn công Oracle nó vẫn thường hay xảy ra. Về cái giải pháp và mô hình hoạt động thì chúng ta có thể vào đây chúng ta tìm hiểu chi tiết này. Và để giải quyết những cái vấn đề ở trên mình vừa nói thì trên link nó đã ra mắt một cái chương trình, đó là trên link Builder với mô hình hoạt động như sau. Thứ nhất đó là để đa dạng hóa nguồn dữ liệu thì trên link sẽ lấy dữ liệu từ các link staker, từ đó giúp link có những cái ứng dụng hơn, và trên link thì có nhiều những cái dữ liệu độc quyền hơn này. Và đổi lại với điều đó thì để có thể sử dụng dữ liệu của trên link thì các dự án cần phải trích một phần cung token trả về cho trên link, sau đó thì trên link sẽ trả về cho staker. Thì như vậy thì trên link build nó sẽ giúp cho các dự án tăng được cái tính bảo mật nhờ các dữ liệu và an toàn hơn. Và các dự án cũng có thể tiếp cận cái nguồn dữ liệu nhanh hơn khi mà tham gia và nhận được cái sự hỗ trợ của trên link. Và hiện tại thì chương trình nó đã có 3 đối tác, đó là Space and Time, tức là cái kho dữ liệu Web3 về tốc độ hoạt động multi-chain. Vừa rồi thì Space and Time nó cũng đã huy động được 20 triệu đô từ M12 Microsoft và Farmworks các bạn ạ. Thứ hai đó là TrueFashion, thì nó là trung tâm cung cấp dữ liệu lạm phát cho trên link. Và thứ ba đó là BitGrant, thì cung cấp các dữ liệu để lọc ra các giao dịch rửa, tức là thao túng thị trường và các sản phẩm NFT giả mạo tác phẩm nghệ thuật trong cái thị trường NFT. Từ đó thì nó sẽ cung cấp những cái giải pháp NFT chính xác hơn và tạo ra một cái thị trường mua bán minh bạch hơn. Đó là cái cập nhật thứ hai cũng rất quan trọng trong bản Chainlink Economic 2.0. Và cái cập nhật thứ ba trong cái Chainlink Economic 2.0 đó là Scale Chainlink. Thì như chúng ta cũng đã biết, cái mức phí Oracle của Chainlink thì hiện tại vẫn còn tương đối cao so với lại các bên cung cấp Oracle khác vì rất là nhiều những cái lý do. Ví dụ như là Chainlink thì nó tốn công xác thực nhiều cái dữ liệu hơn, và trên link thì nó chi nhiều tiền hơn để mua và đa dạng hóa các dữ liệu hơn này. Tuy nhiên thì đối với cái tầm nhìn của trên link thì cái mức phí Oracle nó phải trả là cái mức phí rẻ hơn so với các Oracle khác và rẻ đến mức người dùng có thể trả tiền chóp phí Oracle mà không nhận ra đến nó. Tức là cái bản cập nhật trên link 2.0 này thì nó sẽ làm giảm cái mức phí sử dụng Oracle đến mức rất là rẻ và không có cái giải pháp Oracle nào trên thị trường rẻ hơn. Và cái đấy là cái họ hướng tới và mang đến cái sự phát triển trong dài hạn, đúng không các bạn? Thì mình sẽ phân tích cái Chainlink Scale thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Thứ nhất, đối với Chainlink thì Chainlink sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn dữ liệu đa dạng của Link Staker để giúp các mạng lưới dữ liệu của họ thì chất lượng nhất để đưa vào cái hệ sinh thái blockchain. Tuy nhiên thì họ sẽ không thu phí từ dự án như các chương trình Chainlink Build mà họ liên kết với các Blockchain Foundation nhiều hơn các bạn nhé. Thứ hai là đối với các Blockchain Foundation thì Chainlink yêu cầu các Blockchain Foundation cung cấp một cái làn riêng ở trên Blockchain để những dữ liệu của Chainlink dễ dàng được chuyển tới. Và điều này nó hoạt động tương tự như cái phí ship khi mà chúng ta đặt đồ ăn ở ngoài ấy. Tức là nếu mà nhiều cái người dùng mà cùng đặt và gom thành chung một cái đơn hàng thì cái phí ship nó sẽ được chia ra thành từng món, thì khi đó thì nó sẽ rẻ hơn các bạn nhé. Thì nếu mà nhìn vào cái dữ liệu giá của ETH được thường xuyên sử dụng thì trên link nó sẽ chuyển một phần ở trong một lượt và tất cả các dự án đều có thể sử dụng với mức phí Oracle nó rẻ hơn. Ngoài ra thì trên link nó còn hợp tác một số cái blockchain như Avalanche này, Metis, Moonbeam, Mooniver để các blockchain này có thể tài trợ cho cái mức phí này. Và cái thứ ba đó là đối với các DApp ở trong hệ sinh thái thì đổi lại thì các dự án ở trong hệ sinh thái phát triển mạnh, nếu như mà Oracle chất lượng với giá cao bây giờ đã được tài trợ với mức phí nó rẻ hơn rất là nhiều, từ đó thì nó sẽ mang lại lợi ích cho cả DApp và hệ sinh thái nói chung. Thì như vậy thì Chainlink Build, Chainlink Scale và Chainlink Staking chính là ba cái chiến lược nòng cốt giúp cho Chainlink đạt được cái mô hình Economic 2.0. Và theo cái tầm nhìn của Chainlink thì mức phí Oracle nó phải rẻ đến mức tất cả các dự án đều có thể sử dụng. Từ đó nó tạo ra một cái mức phí bền vững để mà duy trì cái mô hình kinh tế của Chainlink. Đây thì các bạn có thể thấy cái hệ sinh thái xây dựng và phát triển ở trên Chainlink nó rất là đa dạng, đúng không? Vậy thì quay trở lại đây, khi mà chúng ta cũng đã thấy được cái tầm nhìn và cái phát triển trong dài hạn của Chainlink và nó có những cái cập nhật vô cùng quan trọng như thế, thì
Chắc chắn là trong tương lai sẽ còn rất là nhiều những cái DApp, những nhà phát triển phải cần tới chiến linh và phải sử dụng nó, đúng không? Vậy thì khi mà các dự án và các DApp nó càng ngày càng phát triển thì tất nhiên là cái dòng tiền đổ về chiến linh nó sẽ càng nhiều hơn, thì chắc chắn là trong tương lai thì chiến linh nó còn tăng trưởng trong tương lai nữa. Và ở đây này thì chúng ta thấy cái mức giá này thì mức giá sideways khá là lâu rồi. Theo mình thì ở đây nó là cái vùng tích lũy đẹp, nhưng mà khi mà các bạn mua thì chắc chắn là các bạn cũng phải chờ cái thời gian cho chiến linh nó phát triển, thì khi đó thì nó mới tăng trưởng lên và chắc chắn là cũng sẽ vượt ATH cũ thôi. Ví dụ như các bạn thấy ở đây này, khi mà trong quá trình nó phát triển sản phẩm thì nó cũng đã mất hơn 1 năm 2 năm để nó phát triển, và nó trong quá trình này gần như là nó cũng đi sideways tích lũy như vậy đó, mãi đến năm 2021 đến năm thứ ba thì nó mới tạo một cái ATH mới, thì chắc chắn ở cái thời điểm này thì nó cũng sẽ tích lũy tầm 2 năm chẳng hạn sang năm 2024, thì sau đó thì nó mới có những cái bước tăng trưởng mới. Thì khi đó thì chúng ta mua cái đồng trên link này thì chắc chắn là chúng ta phải chờ đợi một cái thời gian khá là lâu, nó không thể nào mà x nhanh tài khoản cho các bạn được, nên là các bạn hãy cân nhắc nếu mà đầu tư với dự án trên link này thì các bạn khá là yên tâm, bởi vì trong tương lai thì nó còn phát triển rất là mạnh khi mà các ứng dụng blockchain nó được sử dụng nhiều, và tất cả các blockchain mà muốn kết nối với lại ngoài đời thực của chúng ta đều phải sử dụng cái mảng Oracle của Chainlink. Tất nhiên là BNB của CZ ấy, thì cũng đang hướng tới đó là làm về mảng Oracle này. Tuy nhiên nhưng mà để mà phát triển đến được những cái mà Chainlink đang làm thì nó còn cần thời gian rất là lâu nữa, nên bản chất thì ở thời điểm hiện tại cũng như là ở thời điểm sắp tới thì cái mảng Oracle của Chainlink này nó cũng rất là quan trọng, và Chainlink nó còn phát triển thêm nhiều cái dòng sản phẩm mới của mình nữa, nên là nó sẽ vẫn còn vô cùng cần thiết các bạn nhé. Và ở đây chúng ta thấy cái cung hiện tại ở trên thị trường của nó đã là 52%, thì chắc chắn là trong năm nay thì nó sẽ còn có thể là lên đến 60-70%, đến năm 2024 là 80% chẳng hạn. Thì sang đây chúng ta thấy trong cái vòng bán ICO của Chainlink ấy thì nó đang bán với giá là 0.11, thì với mức giá hiện tại thì nó đang x khoảng 68.9 lần. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy gần như là cái việc mà họ bán, họ xả thì chắc chắn là họ đã bán rồi, và cái thời điểm này thì cũng không phải là cái giá đẹp để cho họ xả nữa, đúng không? Thì bởi vì nó cứ đi sideways như thế này thì họ cũng chờ đợi nó tăng trưởng họ mới bán, hoặc là họ đã bán ở cái thời gian trước đó rồi các bạn nhé. Ok, và cái video cập nhật về cái Chainlink của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ cái video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và đây là cái kênh YouTube Crypto News của mình. Nếu các bạn chưa follow kênh thì hãy follow kênh để được cập nhật những cái thông tin vô cùng quan trọng trong thị trường cryptocurrency, cũng như là mình cập nhật và phân tích rất là nhiều những cái dự án để cho các bạn hold trong năm 2023 cũng như là năm 2024, để các bạn tối ưu được cái lợi nhuận của các bạn trong quá trình đầu tư mua uptrend tới các bạn nhé. Ok, vậy video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.